đâu con, nay đã lớn hơn rồi, cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời. Đại hội thể thao. Bin Bin, mình xin lỗi. Không sao đâu Bin Bin. Các cậu có muốn thư giãn gân cốt không? Rex, chúng mình là nhân viên đảm bảo an toàn cho đại hội thể thao mà, không phải vận động viên đâu. Sao lại thế? Hãy đi cùng nhau đi, chờ mình với. Rex, cậu chia vạch kiểu gì vậy? Thế này là được rồi mà. Cái gì cũng phải có trình tự chứ. Làm sao bây giờ? Chúng ta cần phải di chuyển nó để tổ chức đại hội thể thao. Mình có ý này, chờ một lát. Đây này, khi di chuyển những thứ nặng, dùng dòng dọc sẽ dễ hơn nhiều. Ý kiến tuyệt vời. Cũng bình thường thôi, chỉ là đẳng cấp thôi mà. Ôi Bình, Tomo, kéo cao lên chút nữa. Không đâu Rex, như tổng thể thì kéo xuống một chút nữa mới ổn. Sang bên này này. Huru, cậu không sao chứ? Sao cậu lại kéo nó một cách đột ngột thế? Mình đã bảo kéo lên một chút rồi mà. Được rồi, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Wow, hay quá. Oh, nghe theo mình nhé. Mình biết rồi. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Chân trái, chân phải. Mình đã nói là nghe theo khẩu lệnh của mình mà. Mình nghe rồi đấy thôi. Chúng ta liên tục ngã là vì cậu. Mình chẳng làm gì sai cả, đấy là lỗi của cậu. Sẵn sàng. Không phải bên đó. Cái gì là cậu kéo nó về bên đó mà. Đừng cãi nhau nữa. Đâu, Bin Bin.
Vậy là đại hội thể thao kết thúc ở đây. Ôi, vui quá đi. Chúng mình nhanh chóng quay về căn cứ thôi. Các cậu sao vậy? Không sao đâu, đi thôi. Vui quá nhỉ các cậu nhỉ? Đúng đấy, thật là vui. Ôi ôi, nguy hiểm quá. Các em không sao chứ? Có bị thương không? Hãy ngồi yên tại vị trí của mình. Ngồi yên nhé. Ai đó cứu chúng tôi với. Binh, sức mạnh vui vẻ biến hình, chiến cơ sấm sét. Tomo, sức mạnh trí tuệ biến hình, xe bọc thép. Vicky, sức mạnh trái tim biến hình, phi thuyền lốc xoáy. Rex, sức mạnh dũng khí biến hình, xe tốc độ. Ở đây này. Phải cứu các bạn nhỏ. Dây cáp. Các em không sao chứ? Ôi trời ơi. Không được rồi, họ sẽ rơi xuống mất. Go go, bóc sắt. Tomo. Vẫn không được rồi. Khi di chuyển vật nặng, dùng dòng dọc sẽ tốt hơn. Ý kiến tuyệt vời. Cũng bình thường, chỉ là đẳng cấp thôi mà. Dòng dọc. Đến lúc dùng sợi dây lúc nãy thì kéo co rồi. Sợi dây đây này. Vicky. Cố lên. Ôi ôi ôi. Các em hãy bình tĩnh và ngồi nguyên tại chỗ. Chúng ta là một đội thật là tuyệt vời. Các cậu sẵn sàng chưa? Xong rồi. Rồi. Một, hai, ba. Hoan hô. Thật tốt khi sát cánh cùng nhau phải không? Chắc chắn rồi.